Theo Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200.000 ngôi nhà bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn và từ 1 triệu đến 2 triệu người cần di dời để được hỗ trợ và khôi phục đời sống. Tổ chức này cho biết đã kêu gọi 1 tỷ đô la viện trợ, nhưng hiện chỉ mới nhận được 100 triệu. Những khoản viện trợ sẽ cho phép các tổ chức đẩy mạnh hỗ trợ nỗ lực ứng phó của chính phủ trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho biết thiệt hại do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể vượt 100 tỷ đô la. Công tác ước tính thiệt hại vẫn đang được tiến hành và sẽ hoàn thành trước hội nghị các nhà tài trợ để khôi phục và tái thiết được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 16 tháng 3 tới. Trước đó, Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại trực tiếp do động đất gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ là 34,2 tỷ đô la Mỹ, nhưng các khoản chi phí khôi phục và tái thiết sẽ cao hơn nhiều. Ngoài ra, thâm hụt của GDP của Thổ Nhĩ Kỳ do tác động của động đất cũng sẽ khiến thiệt hại gia tăng.